đi thì chủ nhà nó trực tiếp lao vào phòng bé ấy và có quát lớn tiếng với bé ấy và nổi nóng và có đẩy bé ngã xuống và thậm chí là quăng vali của quăng cái mấy cái vali của bé ấy ra và đuổi bé đi. À, hiện giờ vẫn còn vết bất và một trong hai bạn nữ đó vừa mới bị cắn luôn. Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh channel I Was There của mình. Đã lâu lắm rồi mình không có thời gian để có thể ngồi xuống đây trò chuyện với các bạn về những cái cuộc sống của mình bên này nữa. Thì như mình đã hứa là mình được 5.000 sub trên cái YouTube này thì mình sẽ chia sẻ về những rắc rối khi thuê nhà cũng như lừa đảo ở bên Canada này khi thuê nhà mà mình đã từng gặp phải hoặc là từng giúp đỡ những người nào bên Canada này. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu chia sẻ cái việc đấy. Tổng cộng sẽ có 5 câu chuyện mình muốn chia sẻ ở đây, nhưng để phần 1 này mình không muốn quá dài, mình sẽ kể 3 câu chuyện trước và mời các bạn cùng theo dõi mình nha. Ok, cái câu chuyện thứ nhất á là mình gọi nó là nhà một nơi chữ một nẻo. Có nghĩa là sao? Ở bên Canada này có rất nhiều trường hợp, đặc biệt là dành cho những người mới qua chưa kinh nghiệm, thì bạn sẽ thấy những cái bài đăng ở trên mạng cho thuê nhà là với giá cực kỳ ngon, với những cái deal cực kỳ hấp dẫn như là 1.000, 1.500 là bạn có thể thuê được một căn condo, một căn nhà 2-3 phòng ngủ ở downtown London, Ontario hoặc downtown Toronto, ví dụ như vậy. Thì những cái deal này là cực kỳ thơm và nhìn các bạn là bạn cảm thấy bạn mới và bạn cảm thấy ồ sao rẻ quá, và bạn sẽ lao qua bạn hỏi liền. Thì khi mà bạn hỏi á thì những cái chủ nhà này cơ bản nó sẽ có những đặc điểm giống nhau, như là họ sẽ nói là họ vì một lý do nào đấy họ đã không thể có ở nhà. Thì lúc này bất kỳ lý do nào, ví dụ như họ hay nói nhất là có một chuyện họ phải công tác ở tên tỉnh bang khác, họ bị bệnh, họ phải qua một nước khác để có thể chữa trị, họ không thể ở nhà được, rồi họ công tác hoặc là họ có việc đột xuất phải đi, ví dụ vậy, có nhà dư cho thuê cho vui vân vân. Thì cái phương thức á là như đầu tiên sẽ là như vậy, và bạn sẽ thấy có mùi đầu tiên là như vậy. Và khi bạn nhìn cái bài quảng cáo thì bạn sẽ thấy những cái mẫu quảng cáo, đặc biệt là hình cực kỳ lung linh, hình mà sang trọng với một cái giá như vậy, mà hình cực kỳ sang trọng như bạn ở khách sạn vậy, một cái condo cực kỳ đẹp, cực kỳ an ninh, cực kỳ tốt, rồi là một cái nhà cực kỳ lung linh luôn, phòng ốc furnished đầy đủ luôn, bao hết luôn, thì các bạn cảm thấy là cái deal này quá thơm, càng ngày càng nó càng thơm và càng ngon quá hời. Nhưng mà ngoài ra thì tiếp theo á là bạn sẽ thấy chủ nhà có vẻ như là khá là kỹ tính và làm như và sẽ tạo cho bạn một cái tâm lý ngược, đó là bạn sẽ thích cái chủ nhà như vậy hơn. Kỹ tính là sao? Kỹ tính giống như là họ sẽ nói những cái câu rất là hay, rất là cảm thấy bạn cảm thấy an tâm, như là tao tìm dữ lắm rồi, tao không biết bao biết bao nhiêu người tiềm năng hỏi tao thì tao và vợ tao mới quyết định là chọn mày để có thể thuê, bởi vì tao nghĩ là tin mày là một người cực kỳ sạch sẽ và cực kỳ ngăn nắp và trắng tiền dữ là dùng tụi tao luôn. Hoặc là tao đã trải qua những quá khứ buồn, những cái tenant, những cái người thuê nhà cũ rất là phá, rất là hư nhà, rồi tụi tao phải sửa lại rất là nhiều, và bây giờ tụi tao mới tìm được một người, cuối cùng cũng tìm được một người như mày, rồi tụi tao tin mày là một sinh viên tốt, vân 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 vân, rất là nhiều cái câu mà bạn cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được một căn nhà khá là hay rồi, khá là sạch sẽ, mà chủ nhà lại biết điều rồi, biết suy nghĩ nữa. Thì và bạn bạn được khen như vậy, bạn cảm thấy hài lòng nữa. Thế là họ sau đó họ sẽ hỏi bạn để bạn điền những cái application form, là những cái đơn để chứng tỏ bạn được thuê nhà được, rồi check những cái thông tin của bạn, rồi cũng như bắt bạn phải nộp ID, nộp passport để chủ nhà, nói chung là làm mọi thứ để làm bạn cảm thấy là an tâm. Chủ nhà này kỹ tính quá, là bạn sẽ cảm thấy tâm tạo lấy ngược cho bạn, là bạn muốn tin người ta và không và bớt nghi ngờ lại. Thì vì những cái lý do cho chủ nhà mà không có nhà thì họ dẫn đến là họ sẽ kêu bạn là bạn chỉ có thể xem nhà ở bên ngoài mà thôi, đến xem ở bên ngoài mà thôi, bởi vì họ không có nhà, không thể dẫn bạn vô được. Thì lúc này bạn sẽ thấy là khá là có mùi rồi. Rồi sau đó họ lại nói thêm một câu nữa là bạn họ muốn bạn vì bạn là người được chọn, vì bạn là người tenant, một người thuê nhà có vẻ là cực kỳ tốt, họ muốn bạn deposit đặt cọc khoảng 500 đến 1.000 đô để họ đủ tin tưởng gửi cho bạn những cái chìa khóa nhà này, rồi những cái lá, những cái đơn để cho bạn ký, để cho bạn có thể hoàn tất thủ tục hồ sơ. Thì lúc này
Thì ví dụ mình đã từng gặp rồi thì mình tỏ vẻ nghi ngờ và không muốn đưa một bất kỳ cái tiền gì trước khi mình có thể đến xem tận nhà hết. Thì lúc này họ nghe vậy thì họ mới tỏ vẻ khó chịu và liên tục nhắn tin, gọi điện thoại để mình cảm thấy có lỗi là người ta đã tốn công như vậy, tại sao hoặc mình không tin người ta, ví dụ vậy. Thì lúc này bạn sẽ cảm thấy bạn hơi có lỗi, rồi người ta cứ, thậm chí người ta có thể nói bạn là ờ mày không tin thì mày kiếm khác mà thôi, rồi tụi tao có gì người thôi chẳng hạn. Nhưng mà họ dục dù họ nói vậy, họ vẫn nhắn tin, gọi điện, rồi gửi những tấm hình lung linh để cho mình cảm thấy mình tiếc hay sao ấy. Xong rồi mãi đến những ngày sau thì họ mới ngưng. Và những vụ này khi bạn lên mạng tìm kiếm sẽ có rất nhiều vụ lừa đảo như thế này rồi, và tốt nhất là bạn nên tránh xa ra, và đặc biệt là những bạn mới qua sẽ rất là dễ rơi vào cái bẫy này, bởi vì bạn nghĩ là bạn tìm được những cái deal, những cái kèo rất là thơm ngon khi mà mới qua đất nước này. Thì qua câu chuyện này á, thì mình nghĩ là cái bài học rút ra được á, là bạn nên có suy nghĩ bên này á, là không có gì là dễ dàng cả, mọi thứ có vẻ như là too good to be true. Cái câu nói này có nghĩa là quá tốt đến nỗi không thể làm sự thật được hết trơn á đó. Và nên tốt nhất là nên cẩn thận về đề phòng khi thuê nhà bên này, mình nên tuân theo thủ tục thuê nhà hợp pháp bên này. Ví dụ như theo luật á, thì bạn nên đến trực tiếp xem nhà rồi bàn bạc với làm việc trực tiếp với chủ nhà rồi mới quyết định xuống tiền hay không, rồi hỏi cận kẽ, phải vào được căn nhà lấy xem mới thực tế nó như thế nào, có đúng như hình hay không nữa. Rồi quyết định về tiền cọc á, thì tiền cọc bên này bạn sẽ vẫn sẽ dĩ nhiên mà sẽ phải đóng tháng đầu tháng cuối, nhưng như những có phải là mình đã nói trong cái video về thuê nhà trước hồi trước đây rồi, là ví dụ như bạn đến xem nhà vào giữa tháng và cái ngày đầu tiên bạn dọn vào đầu tháng sau, thì giữa tháng này bạn muốn trả tiền cọc đó, thì bạn chỉ phải trả tiền cọc tháng cuối mà thôi, và trả tiền xong rồi phải kêu chủ nhà ký hợp đồng, đưa một bản hợp đồng copy cho bạn, một bản chính thức cho chủ nhà, rồi bạn phải có một tờ biên lai chứng tỏ ghi rõ là bạn đã trả tiền cọc tháng cuối rồi. Rồi đến tận như đến cái ngày đầu tiên bạn dọn vào thì bạn mới phải trả tiền tháng đầu và nhận chìa khóa và tiếp tục nhận biên lai nữa, thì lúc đó mới đúng là thủ tục hợp pháp ở bên này các bạn nhé, nên các bạn phải cẩn thận. Còn cái việc mà cung cấp là ID hay là passport, những thông tin, những cái giấy tờ cá nhân, thậm chí là số SIM hay là tài khoản ngân hàng của bạn hay là số tiền trong ngân hàng của bạn, tốt nhất là bạn đừng nên đưa ra những bất kỳ thông tin cá nhân nào bên này. Bởi vì sao? Bởi vì bên này chủ nhà có quyền hỏi bạn về những thông tin đấy để bạn show ra, nhưng bạn không có nghĩa vụ là bạn phải đưa ra những giấy tờ đấy. Bạn có thể, nếu bạn thật sự thích căn nhà đấy quá thì bạn có thể đưa ra ở nó ID của tao đây nè, mày sẽ xem, nhưng tao không cho phép mày copy lại và mày cũng không cần thiết phải làm những cái trò đó khi thuê nhà bên này. Thì đó là điều các bạn nên cân nhắc và nên biết khi đi thuê nhà này, không có một ai bất kỳ có quyền bắt buộc bạn phải đưa ra những thứ đấy, và họ có quyền dư lưu lại hết trơn á, bạn có quyền từ chối, và thật sự bạn không nên đôi co với những cái vấn đề này quá nhiều. Tốt nhất là các bạn nên hãy cảnh giác. Ok, cái câu chuyện thứ hai á, là mình muốn kể ở đây á, đó chính là nhà có bed bug nhưng vẫn cố tình cho thuê, vẫn cố tình đăng lên cho thuê. Bed bug là rệp giường ở bên Canada này. Thì câu chuyện này là hồi mình đại học ở London, Ontario, thì mình tìm thấy mình là người đổi nhà rất là nhiều, để cái deal nào ngon hay là mình phải chuyển công tác làm ở một công ty khác thì mình phải chuyển nhà. Thì mình tình cờ mình thấy một cái deal nhà khá là ngon và khá là ok, cũng khá là gần trường. Thì lúc này mình mới liên lạc, thì bà chủ nhà cực kỳ là dễ tính, cực kỳ là thân thiện, hòa đồng, và giúp mình tận tình hỏi cái gì cũng giúp, hỏi tận tình giải đáp mọi các thứ. Rồi còn thậm chí là đến tận nhà mình lúc đó để chở mình đi xem nhà của bà nữa, trong khi hai cái nhà không hề gần nhau một chút nào nha. Thì lúc này mình cảm thấy lại một lần nữa, mình cảm thấy nó hơi nhiệt tình quá và nó hơi chán ngợp đi xíu. Thì trên đường đi thì bà có nói là nhà hiện giờ đang sửa một chút xíu nên mình có thể đến xem một chút xíu rồi ra cho đỡ bụi bặm. Rồi những cái người thuê nhà khác thì vẫn đang ở đây bình thường. Nhưng đến khi mà mình đến rồi thì mình lại thấy hai cô nữ sinh viên ở đứng trước nhà đấy. Thì mình mới té ngửa ra là hai người đấy cảnh báo mình là không nên vào xem, bởi vì nhà đang có bed bug, đang có rệp giường. Thì lúc này mình mới cực kỳ hơi là rùng rợn, và mình mới quay qua bà kia, thì bà mới phân trần là nhà từng bị bed bug và đã cho người xử lý rồi, cho nên là nó đã ok rồi. Nhưng mà bị hai cô gái kia
phản bác lại ngay trước mặt mình luôn, phản bác lại với bà là nhà hiện giờ vẫn còn bếp bất và một trong hai bạn nữ đó vừa mới bị cắn luôn, cho nên phải đi ra ngoài như vậy. Và cùng lúc đấy thì mình hơi bị sốc và hai người đó lại cãi nhau, xong rồi hai cái người lúc đấy sau đấy thì lại có hai người quen của hai cô gái đấy là hai ông bà nào đấy chạy xe đến và nói thẳng vào mặt bả là tại sao nhà có vết bất mà nhà có rệp giường mà không chịu nói cho mọi người đi ra ngoài sớm để phải trở lên tình hình như vậy. Rồi bốn người đó cãi nhau trước một mình ổng tỏi luôn, cãi nhau cả qua cả lại, là mình cực kỳ, lúc đấy là mình chỉ là một thằng sinh viên và cực kỳ không mong một cái gì trauma hay là chỉ muốn bình yên đi thuê nhà thôi để thể ở yên ổn, mà mọi thứ nó diễn ra tùm lum ổng tỏi, cãi nhau chí chóe ở trước mặt mình đến nỗi mà hàng xóm kế bên người ta phải chạy ra hai ba lần nói là gào thét lên là nếu mà không ngưng lại thì họ sẽ gọi cảnh sát đến làm việc. Thì dĩ nhiên là mình khá là sốc và sau đấy là mọi người lại phải giải tán thôi. Thì lúc này hai cô gái kia mới quyết định là không ở đấy nữa và cố gắng dọn ra một nơi ở nhờ với một người khác. Và dĩ nhiên là mình không có ngu mà đi thuê một cái căn phòng có rệp giường như vậy, và mình mới vẫn còn bị sốc ấy, sốc tâm lý ấy, khi mà cảm thấy ồ mình quá may mắn khi mà gặp được hai cô gái này ngay tại đây, và mọi người nghe tại đây là người thật tuyệt thật luôn. Thì trước khi mình kịp bước chân vào cái căn nhà này, rồi lúc đấy mình hơi bị khó đi lại xíu, mình hơi bị sốc ấy, thì hai ông bà kia mới đề nghị là chở mình về. Thì trên đường về hai ông bà đã kể là biết bà chủ nhà này rất là lâu rồi và biết là bả cực kỳ là chỉ ngon ngọt dụ dỗ lúc đầu khi mà muốn cho người ta thuê nhà của bả thôi, còn sau đấy người ta vào thuê là bỏ mặt luôn, không giúp một cái gì luôn, hư hỏng hay cần giúp đỡ cái gì là bả mặc kệ, không bao giờ trả lời hay không bao giờ đến tận nơi để giúp đỡ gì hết. Và có rất nhiều nhà của bả cho bả có nhiều nhà cho thuê nha, nhiều nhà của bả đã bị bếp bất rồi, đã bị rạp giường rồi, nhưng mà bả không hề xử lý hết gì cả. Nên mình càng ngày càng mừng. Có một cái sự sốc và có một cái phần mừng rất là lớn ở đây là mừng là họ đã đến kịp thời và họ đã cho mình biết sự thật. Thì cho nên quả thật sau cái câu chuyện này chỉ là câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà mình khuyên các bạn là nên cẩn thận về những cái vấn đề như là rệp giường bên này, nó cực kỳ khó diệt, cực kỳ rất là rắc rối lớn bên này, chỉ phải giỡn nha. Mà kiểm tra kỹ trước khi thuê một bất cứ một căn nhà nào, và tốt nhất là nên kiếm một người đáng tin cậy và nên dò hỏi xung quanh xem cái người chủ đấy như thế nào để có thể thuê trước khi quyết định xuống tiền bất cứ chỗ nào. Chuyện thứ ba mà mình muốn kể đó chính là cái việc hình nhà trên mạng một đằng, nhưng mà ở ngoài đời thì nó xảy ra một nẻo. Và cái việc mà một bé gái mới qua Canada đã bị đuổi ra khỏi nhà bởi chính chủ homestay của mình, thì cái sự việc này lúc này là mình đang còn làm chủ tịch hội sinh viên Việt Nam ở London, Ontario. Thì lúc mà nửa đêm á, thì mình có nhận được một cuộc gọi cấp bách của một bé gái mới đến Canada đang ở homestay ở bên này vì chưa tìm được nhà dọn ra, và bé gái ấy đã khóc khi mà gọi cho mình, nói là bé ấy vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, khỏi homestay và có xô xát với bé ấy nữa. Thì mình khá là sốc khi mà mới nghe, lúc nửa đêm nữa mới nghe một cái sự việc như vậy. Thì mình mới trấn an bé ấy, và rất là may mắn khi có một chú cho thuê nhà khác, chú người Việt đã đến giúp đỡ bé ấy để chở bé ấy đi ngay lập tức để thoát khỏi cái tình hình đấy. Thì sự việc á là bé ấy mới qua Canada, trước khi qua Canada bé có liên hệ để tìm nhà bên này, và thực tế là tìm homestay với đã liên hệ với một homestay tư, chứ cái homestay này không có, cái agent của homestay này không có một mối liên hệ nào, không có một liên kết nào với trường mà bạn đó bé sẽ học được cả, và tự liên hệ. Và khi mà nhìn hình trên mẫu quảng cáo thì cái nhà rất là đẹp và phòng ốc rất là ngon lành, nội thất ok hết và mọi thứ nói chung là khá là tốt. Nhưng mà khi mà đến đây rồi thì thực tế là cái phòng ốc nó rất là nhỏ so với hình, và không có một cái đồ đàn nào hết, chỉ có một cái giường đơn bé xíu, lại bụi bặm, rồi ngay nhà vệ sinh có bốc mùi nữa, rồi chủ nhà thì cực kỳ khó tính mà nóng nảy, không có cho đồ ăn, không có làm đồ ăn nhiều cho bé ấy, đồ ăn rất là ít,
homestay nó thêm là một dịch vụ bên này cho bạn ở thuê nhà và chủ nhà sẽ nấu ăn cho bạn luôn, thì cảm thấy rất là thất vọng. Nói chung là chủ nhà cực kỳ tệ và rất là dịch vụ rất là tệ của cái dịch vụ homestay này. Thì chính vì vậy nên bé ấy lâu dần không chịu nổi, bé ấy muốn dọn ra. Thì khi mà nghe cái việc này, chủ nhà đã rất là nóng giận và có vẻ lớn tiếng với bé ấy và không vừa lòng khi mà bé ấy muốn dọn ra. Và đến đỉnh điểm là khi bé thật sự muốn chịu không nổi nữa và đi chuẩn bị dọn vali đi, thì chủ nhà đã trực tiếp lao vào phòng bé ấy và có quát lớn tiếng với bé ấy và nổi nóng và có đẩy bé ngã xuống và thậm chí là quăng mấy cái vali của bé ấy ra và đuổi bé đi ngay trong đêm luôn. Thì sự việc này lúc đấy là bé có cầu cứu mình. Thì lúc đấy thì mình nghĩ là bé ấy đã rất là sốc, bé đã rất là sốc, đặc biệt là mới qua Canada nữa và ở độ tuổi rất là trẻ. Và bởi vì Canada có vẻ như là nó khác lúc này có vẻ bé sẽ nghĩ là khác xa với những gì bé thấy và bé nghĩ là một đất nước văn minh và thân thiện, thì khá là sốc cho những người mới qua. Thì lúc này mình chỉ quan tâm là phải cứu bé ấy ra khỏi cái tình hình đấy sớm nhất có thể rồi mới để công an pháp luật vào cuộc. Thì rất là may mắn khi có một người giúp đỡ vào ngay trong đêm đấy, ngay lúc nửa đêm đã chở bé đi kịp thời và sau đó thì mới trường và pháp luật can thiệp. Qua câu chuyện này á, mình khuyên á, là những các bé, đặc biệt là các bé học cấp 3 bên này hoặc là các bé khá là trẻ mới vừa tốt nghiệp cấp 3 qua đây học cao đẳng, thì nên nếu mà các bạn muốn tìm những cái homestay thì các bạn nên cố gắng tìm những cái homestay nào nó có liên kết với trường, cụ thể là lúc đấy là trường Fanshawe College, là trường mình học lúc đấy ở London, Ontario. Lúc đấy thì có liên kết với một cái homestay, thì dù gì nó bạn nếu có liên kết đó, thì các bạn sẽ yên tâm hơn và có dù gì thì các bạn có thể nhờ trường can thiệp liền và khiếu nại với trường liền và sẽ được xử lý rất là tốt. Nhưng mà bây giờ mình không biết nha, các bạn nên check lại, thì các bạn nên kiểm tra kỹ xem có nó có liên kết với homestay nào không và đừng nên tự tiện đi thuê những cái homestay không đáng tin khác. Ngoài ra thì các bạn cũng nên xem những cái review ở trên mạng và xem những chất lượng, hỏi xem có ai có từng thuê những cái agent homestay này chưa, vân vân. Nói chung là nên kiểm tra kỹ một chút xíu trước khi bởi vì các bạn sẽ qua đây một mình và rất là khó, nên chính vì vậy bé ấy mới có lẽ là bé ấy không có ai để giúp đỡ cho nên bé ấy mới tìm đến hội sinh viên Việt Nam và cụ thể là mình lúc đấy là lúc nửa đêm. Thì mình hy vọng những cái việc này sẽ không phải xảy ra với bất kỳ những bạn trẻ nào ở trên Canada này, đặc biệt những bạn mới qua. Và cũng như là các bạn, nếu các bạn có gì thì hy vọng là những bạn ở thành phố đấy sẽ có thể giúp đỡ được những bạn này khi mà có gặp rắc rối. Thì đấy là ba câu chuyện cơ bản ngắn ở trong cái video này để mình có thể chia sẻ hơn cho các bạn biết là những cái góc nhìn khác khi gặp rắc rối ở Canada này khi thuê nhà. Và mọi thứ mình nói ra đây có thể đúng với người này, có thể không đúng với người khác, và có rất nhiều mỗi người sẽ mỗi số phận và mỗi cái rắc rối khác nhau. Cho nên đây chỉ là không phải là nói xấu Canada hay gì, Canada với mình là rất là đẹp, rất là một đất nước rất là văn minh, nhưng mà dĩ nhiên mà có rất là nhiều cái trường hợp như vậy mà các bạn nên cân nhắc, bởi vì đặc biệt là những cô chú phụ huynh chuẩn bị cho con sang học bên này có thể cân nhắc những câu chuyện mình kể ra, và những câu chuyện đấy hoàn toàn là sự thật ngoài đời thật và mình đã trải qua rồi thì mình mới ngồi đây kể lại. Thì chia sẻ một chút xíu là về cái video sau á, là cũng hơi bắt rối thì ra nhà luôn, đó là sẽ phần lớn sẽ là về mình một lần nữa, và các bạn sẽ biết được là cái việc mình tại sao mình có thể được bồi thường khi xén nữa là ra tòa luôn, mình làm căng nữa xén là ra tòa luôn, và có những cái vấn đề lừa đảo bên này như thế nào, thì và người ta đã cố đuổi mình ra khỏi nhà như thế nào, thì các bạn hãy chờ xem video phần sau nhé, với những điều thú vị hơn nhé các bạn nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giây phút này, và nếu các bạn thực sự thấy hay hoặc là thực sự giúp ích cho các bạn thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình. Còn nếu nó không đúng với bạn hoặc là bạn thấy cách kể chuyện mình không hợp hay là không hay, các bạn chỉ xem lướt qua thôi cũng được, không sao hết. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn các bạn ở video lần sau nhé.